kinh văn như Đại Vương Lưu Ly, Tỳ Kheo Thiện Tinh. Lưu Ly vì giết họ Hàm Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càn tất cả các pháp là rỗng không, nên thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Giảng giải: như Đại Vương Lưu Ly, Tỳ Kheo Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ Hàn Cù Đàm. Vua Lưu Ly và Đức Phật có quan hệ thân tộc, nhưng thực sự không phải như vậy. Cha của vua Lưu Ly trước đó là vua xứ Xá Vệ. Ông ta muốn kết hôn với tộc Cù Đàm. Người trong thị tộc Cù Đàm thấy mình cao quý hơn nên không muốn gả con. Nhưng thế lực xứ Xá Vệ rất mạnh, người họ thích bèn đánh tráo người hầu gái, gả cho vua Xá Vệ. Sau đó sinh ra thái tử Lưu Ly. Lúc Lưu Ly còn trẻ, một lần ông về ngoại, thấy ngôi điện của Phật vừa xây xong, pháp tòa rất trang nghiêm cũng vừa hoàn thành. Ông ta bèn tự tiện ngồi vào, người già họ Cù Đàm bèn mắng: người là con của hạng nô tỳ, tại sao dám ngồi vào chỗ của Phật? Lưu Ly rất tức giận, bảo tên hầu: sau khi ta làm vua, hãy nhắc cho ta nhớ mối nhục này. Sau khi Lưu Ly làm vua, tên hầu nhắc lại chuyện cũ, nên vua Lưu Ly dẫn quân về thảm sát cả tộc Cù Đàm. Đại đức Mục Kiền Liên biết việc ấy, bèn đến xin Phật cứu độ. Phật lặng thinh không đáp. Mục Kiền Liên bèn ôm bát vào thành, dùng thần lực đưa 500 người thị tộc Cù Đàm vào bình bát và bay lên trời. Khi quân đội vua Lưu Ly rút khỏi thành, đại đức mang bình bát đến trước Phật, định gọi mọi người bước ra, nhưng khi nhìn vào bình thì chỉ thấy toàn là máu. Đức Phật bảo: định nghiệp đã vậy, sức ông không cứu độ được đâu, chính ta cũng phải chịu đau đầu 3 ngày rồi. Ngoài nguyên nhân dẫn đến việc thảm sát tộc Cù Đàm như vừa thuật, Đức Phật còn giải thích cho Đại Đức nghe về nhân duyên của sự việc. Trước đây rất lâu xa, trong thành La Phiệt có một cái đầm, rất nhiều cá, đa số cư dân nơi ấy sống bằng nghề đánh cá. Đến ngày nọ, trời khô hạn, trong đầm chỉ còn lại có 2 con cá chúa, một con là Phu, một con là Đa Thiệt. Cả 2 con đều bị bắt lên bờ. Lúc ấy, có một cậu bé cầm que gõ vào đầu cá 3 cái. Về sau, những ngư dân ấy đều là người họ thích ngày nay. Con cá Phu khi xưa chính là vua Lưu Ly. Cá Đa Thiệt là gã hầu tướng của vua Lưu Ly. Còn cậu bé chính là tiền thân của ta, tức là Đức Thích Ca. Nhân quả báo ứng rất hiển nhiên, không sao tránh khỏi được. Tỳ Kheo Thiện Tinh luôn tuyên dương kiến thức và những quan điểm sai lạc của mình. Khi nói pháp, ý kiến của ông hoàn toàn trái với lời Phật dạy. Chẳng hạn, Phật cấm sát sinh thì ông ta nói: chẳng cần phải vậy, tại sao tránh sát sinh chứ? Sự sống chết của chúng sinh liên tục nối tiếp nhau, có vài loài đặc biệt để cho con người ăn thịt. Nếu không ăn thì lấy gì để sống? Nguyên Tỳ Kheo Thiện Tinh xuất gia theo Phật, nhưng sau đó ông ta đâm ra bất đồng với Phật. Tất cả lời Phật dạy, ông ta đều nghi ngờ và tìm cách lôi kéo nhiều thầy tu khác theo mình. Họ tin tưởng ông ta. Đúng, sát sinh thì có tội gì? Giống như trường hợp sư cô Bảo Liên Hương, chúng ta làm những việc cần làm, đó đâu phải là trộm cắp. Nếu chúng ta có được những thứ gì đó, thì chúng ta đâu cần phải hành động. Nhưng nếu không làm những điều cần thiết, thì chúng ta có được gì trong đời? Đó là ông ta nói về trộm cắp. Ông chống lại 5 giới căn bản của nhà Phật. Thiện tinh vì nói càn, tất cả các pháp là rỗng không. Ông ta cả quyết, tất cả mọi sự việc đều như vậy, chẳng có gì là nghiệp. Ông nói nghiệp ư, hãy mang ra cho tôi xem, nó đâu có hiện hữu. Nên thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Những người ấy không còn phải đến lúc chết mới vào địa ngục. Như vua Lưu Ly, Tỳ Kheo Thiện Tịnh, Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hương đã trải nghiệm địa ngục ngay khi đang sống.
và ngài A Nan đã hỏi Phật về nhân duyên ấy. Ha ha ha,